Đây là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với nội dung là phạt nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta tính ra được thì thường công ty các bạn sẽ phải nộp thuế vào kho bạc nhà nước luôn. Nếu như mà các bạn nộp không đúng hạn thì chúng ta sẽ bị tính phạt nộp chậm. Phạt nộp chậm này thì các bạn cũng phải lập giấy nộp tiền ở trên trang thuế điện tử để chúng ta nộp tiền vào kho bạc nhà nước khoản tiền phạt nộp chậm. Bên trang thuế điện tử các bạn cũng vào phần nộp thuế, lập giấy nộp tiền, chọn loại tiền Việt Nam đồng, chọn ngân hàng mà chúng ta nộp thuế, trích tài khoản số mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu là kho bạc nhà nước. Chúng ta chọn một trong các ngân hàng. Kỳ tính thuế ở đây chúng ta chọn là nộp theo lần phát sinh. Các bạn nhận được thông báo phạt nộp chậm là ngày tháng năm nào thì các bạn điền ngày tháng năm đó. Tôi ví dụ là ngày 20 tháng 2 năm 2021 chẳng hạn. Các bạn nhấn tiếp tục. Nội dung tiền phạt nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc mã nội dung kinh tế là 4918. Do đó ở bên nội dung ngân sách nhà nước chúng ta chọn mã là 4900, nhấn tra cứu và chọn mã nội dung kinh tế 4918 tiền nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp. Ghi chú các bạn ghi là nộp phạt thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền nộp phạt là 81.302 đồng. Sau đó các bạn nhấn hoàn thành. Hoàn thành rồi thì các bạn nhấn ký và nộp để chúng ta nộp tiền phạt nộp chậm. Lập tờ khai và nộp tiền thuế xong thì các bạn quay sang phần MISA để chúng ta hạch toán nghiệp vụ phạt nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách chúng ta vào ngân hàng chọn chi tiền. Tài khoản chi là tài khoản ngân hàng công ty, đối tượng là kho bạc nhà nước. Diễn giải các bạn ghi là tiền phạt nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 20 tháng 2. Nợ cho tài khoản 811 và có cho 112. Số tiền 81.302 đồng. Tiền phạt nộp chậm này thì được ghi nhận vào chi phí khác 811 và sau này khi mà chúng ta lập tờ khai quyết toán thì các bạn sẽ phải gạt cái số tiền phạt này ra khỏi chỉ tiêu B4 ở trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Còn đối với giấy nộp tiền mà chúng ta đã lập, ký và nộp xong thì các bạn tra cứu và chúng ta in ra để lưu nội bộ. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập và hạch toán giấy nộp tiền với nội dung là nộp phạt, nộp chậm thuế. Chúc các bạn học tốt!